Đây lấy lễ hành thực đem niệm Phật vô không? Dạ. Đưa một Phật kìa. Đây cô là thành thôi. Mà ở đây rồi mà sự đang niệm Phật không có tiếp ai đâu. Nhìn xuống đây cái rồi coi như là lên niệm Phật nha. Ngồi đây ngồi đây. Tao ngồi anh ghế vòng 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 hết đây đây. Ngồi đây. Hôm nay có phòng mình tiếp khách nhìn thấy cái bộ lịch sử ha. Cái phần này này đang nằm về lúc trước ha. Phần kia ngầu và cái bàn thấy hai người thấy hai người không? Sư cô ngồi đi xin. Mấy cô ngồi bên đây ngầu ngày ngày. Đây sao nhìn thấy phòng học trên này nhìn thấy khang trang dưới kia ha. Hôm nay có một sắn dây hôm trước và thử xuống hỏi thầy có sắn dây không? Cái cô mấy cô họ mang sắn dây vô. Đó, mang 4 kg lên này, 5 kg luôn. Còn cái này là bánh đậu xanh uống nước trà với lại sâm lát ngâm mật ong á với bột này chiều và tự uống miếng bột cho nó khỏe. Nay chắc ăn ít hả? Bữa bà thượng nói nay ăn ít hả? Dạ. Ngày có bữa nè. Trời ơi, sao vậy mà vẫn khỏe ha. Nay nhìn sắc nhan hồng hào mà khác thường lắm. Nay bà thượng mỗi sáng mỗi ngày niệm hai thời thành hai tiếng mà bệnh gì mà có sức khỏe niệm ra tiếng suốt luôn á. À, hồi nãy bà thượng niệm sao bà thượng niệm được con học hỏi chú ơi. Cái niệm một hơi thì cứ 3 tiếng mà vậy đó cái ông rồi câu là nó vừa sức mình nó cái niệm ráng rồi cái nó hết sức thì phải lấy hơi nhưng mà sau mà thường xin niệm xong A Di Đà Phật 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 cứ 3 tiếng vậy đó 3 tiếng một hơi vậy hay quá hả chứ còn niệm 4 tiếng nữa ngày là được 2 thời ngày 2 thời hay 3 thời? Ngày 2 à? 2 thời thôi, thời 2 tiếng luôn. Cái bữa thì 2 tiếng, cái bữa khỏe 2 tiếng, cái bữa 1 tiếng rưỡi. Dạ, hay chứ. Mà cái Phật tử ngồi vô ngồi qua đi. Hay thiệt chứ. Nãy vô nghe niệm Phật cung kính lắm, hoan hỷ lắm. 85 tuổi ở đây nè. Cái bì nhận cái lại thôi, ngồi lên đi. Dạ. Hôm nay một số mấy Phật tử ở Hà Nội với có thầy sư cô đây nữa rồi xuống phóng sanh ở ngay chỗ Cổ Đức á rồi phóng sanh thả ở chỗ đó rồi kêu qua đảnh lễ hòa thượng cúng dường tịnh tài rồi thăm hòa thượng vô thấy hòa thượng niệm Phật kêu thôi làm phiền hòa thượng chút xíu mà sao tứ lúc trước thấy mệt bữa nay niệm Phật thấy khỏe quá chừng luôn á. Nói thầy với lại mấy Phật tử mừng làm lúc này 6 tháng mới đi tái khám lần, lúc trước cứ 3 tháng đi tái khám lần. Lúc này bớt rồi nhiều nè. Bác sĩ cho đi 6 tháng mới đi tái khám lần. Mà từ hôm đó này mắc dịch rồi trong đó đi tái khám được. Đi tái khám được, bên đây cũng nhiều nè. Nhiều sao vậy, 7 tháng gì rồi á. Mà vẫn khỏe hả? Dạ, thấy khỏe. Mà lúc này ăn cơm thì nói chung thì không bằng ngày xưa. Nay ăn ngày 4 tiếng A Di Đà Phật là quá ngon rồi, no rồi. Nãy vô nghe niệm Phật thấy lớn lắm. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ba câu nhịp vậy ha. Mà thượng tịnh không ngày cũng vậy, kêu ba câu nhịp thì vừa sức mà nó không bị vọng tưởng nhiều. Bị lúc trước tôi niệm liên tục tôi mới nói thầy đó. Niệm rồi cái hết thời phải thấy mà chú quá, sao thôi bỏ. Niệm cái đó bao lâu? Niệm mà liên tục. Tôi niệm nó cũng 2 tháng đó thầy. Hèn gì mệt quá vậy. Mệt. Thường Ấn Tổ ngày kêu mà niệm chi đảnh câu này câu kia tiếp mà liên tục vậy mệt lắm. Mà giờ ba câu vậy là không mệt hả? Ba câu này lâu chưa? Ba câu một hơi á? Dạ thầy cũng mấy tháng rồi. Em hả? Thấy nó em hả? Nhưng mà cái khi hòa thượng niệm ra tiếng mệt rồi niệm trong tâm được không? Hay là cứ ra tiếng hoài vậy luôn? Vẫn ra tiếng nhưng mà nhiều khi nó hơi khan tiếng, nó khô khổ. Đúng rồi. Nó khan tiếng rồi cái thì nó con trên đó thì con tu đó. Con tu 2-3 thời luôn nhưng mà có cái máy mở ra đó. Cái trong máy một câu con lạy rồi nhiều lúc con niệm không á thì có cái máy nó dìu nữa thì con khỏe hơn chứ còn không nó khô cổ nó mệt. Tôi lại nổ lúc trước. Thôi mà thường thôi lại gì nữa. Cái chân không biết cái sao mà lại nó lỡ luôn đấy. Quá lỡ luôn. Thôi lại, được rồi. Cả hai bên lỡ vậy. Lỡ, đúng rồi lỡ. Nên lành rồi. Bên đây cũng vậy. Dạ.
Thôi ngồi trên ghế vậy là êm rồi. Đó, thành ra mình. Nhưng mà có những lúc Hòa Thượng mà ra tiếng nó mệt, Hòa Thượng trong tâm chập cho nó hồi sức rồi làm tiếp. Chứ nhiều lúc khô miệng là bắt đầu là mệt. Tôi không có tập, tôi không nghĩ. Ba khi nào mệt tôi nghĩ tôi kêu ta hít thở. Hít vô thở ra rồi ngồi hít cái nó khỏe là cái niệm tiếp vậy rồi. Không mà niệm ra tiếng này nhiếp tâm dữ, có cái âm thanh này nhiếp tâm lắm. Biết đâu vài bữa nữa Phật Di Đà xuống rước rồi báo trước ngày giờ luôn cho biết nha. Thôi nay xuống thăm Hòa Thượng để Hòa Thượng niệm Phật còn cúng dường các phong bì nghe. Đây phong bì là chút nữa ông Duyên cũng làm còn sâm. Sâm này có nhiều gói á. Sâm có nhiều gói trong này Hòa Thượng mỗi ngày ăn lát được, tuổi Hòa Thượng ăn sâm này được. Vì cái sâm này bên Hàn Quốc họ gửi về đặc biệt lắm. Nay mấy người già dùng cái sâm này. Sâm này là sâm Hàn Quốc á. Thử miếng đi, ngon lắm. Hầu hết luôn đó, nó có mật ong á, có sức khỏe lắm. Mà khi niệm Phật xong ra ngậm cái này cái nó hết khô miệng à. Được không? Được đó. Lúc còn sống thăm vậy chứ lúc mất thì đâu thăm gì được nữa đâu, xuống làm đám thôi. Rồi thôi Hòa Thượng sức khỏe ha. Nhưng mà khi nào mà có Phật Di Đà báo trước để báo cho con xuống để chuẩn bị lo lắng. Nhưng mà khi Hòa Thượng đi thì đệ tử của Hòa Thượng hồi trước bủ mà Hòa Thượng xuất gia trên chùa Quan Âm á cũng đông quá chừng luôn, cái rồi các vị đã xuống lo cho Hòa Thượng. Thôi đây lo chứ. Các tiếu mà thả đều để mình đốt cho rồi. Không, cũng phải có nghi lễ đám đình đồ cho đệ tử hoan hỷ một tí á. Mệt lắm, tổ chức gì mình mệt lắm. Có cái máy có mang xuống không? Cái máy hồi nãy thầy Tánh có đưa. Hồi nãy ở trên này có còn cái máy niệm Phật không? Cái máy dẹp dẹp đó. Có, mình mang xuống nè. Mà bây giờ Hòa Thượng mở để nghe hay là niệm theo? Dạ, cái đó. Mở ra nghe để nghe pháp thôi. Pháp có. Cái này hồi nãy mà thầy ấy ông có mang xuống mấy văn sao của Ấn Tổ hay quá chừng luôn nè, mang xuống cúng dường Hòa Thượng á. Văn sao Ấn Tổ hay lắm, đức độ lắm á. Mà thượng này là tăng chúng tại Đại Ninh mà mấy ngàn người đây cũng nhờ Hòa Thượng làm chứng ban dự sự mấy chục năm Hòa Thượng ha. Ba mấy năm. Trời ơi, dễ sợ. Chứng ban dự sự huyện ba mấy năm là kỳ cụ lắm rồi nè. Sao này. Có cái máy đợi lên xuống rồi đưa cho Hòa Thượng. Hòa Thượng ở nhà mở ra nghe. Đây đó, mấy cái máy dẹp dẹp đủ loại máy luôn, máy niệm Phật, máy nghe pháp đủ loại luôn. Này, cái máy mấy cái kia trước cũng ra trên với thầy cho đó. Dạ. Mỗi nay lâu quá nó hư bấm không được. Dạ, cái này là tuyệt vời luôn Hòa Thượng, để chút nữa gắn vô. Thầy Duyên ơi. Đây do mở cho Hòa Thượng để trong phòng có văn sao Ấn Tổ Hòa Thượng nghe nha thầy Duyên. Nghe. Này có cái clip ở trong này nè. Để con mở cho, con mở coi thử có pin không này, có pin trong này mà. Cái này Hà Nội vô rồi chừng nào về. Dạ, Hà Nội chắc chừng này hay về. Cái này cái máy niệm Phật lớn, còn cái máy này nghe pháp mỗi ngày bật vô và thượng nghe. Như phần sau còn tỏ, còn máy này cũng niệm Phật nữa nè. Con là thôi đủ loại máy luôn á. Cái máy này để niệm Phật nha. Duyên nha. Cái này nhiều lúc Hòa Thượng niệm Phật mệt, Hòa Thượng nghe con trên đó con cũng dùng máy nhiều lắm. Chứ không tu thời gian dài mấy tiếng nó không có máy nó mệt. Đó. Cái này thì cái có này máy. Cái máy hút dịch nhỏ. Cái này nhiều điều lắm. Nam mô Quan Thế Âm. Cái này niệm Phật, niệm Quan Âm. Đó, cái này cũng êm lắm nè. Cái này là hộ niệm cho nó suốt 24/24 nè. Tối nghe ngủ êm lắm. Đó. Đó, con biết ra lớn nhỏ đó. Cái này lớn nhỏ nè. Đó. Cái này là trên đó hộ niệm xuyên suốt 24/24 luôn á. Cái đó hộ niệm á. Còn mấy cái nhỏ nhỏ này mang theo đi vòng vòng. Còn cái kia nghe pháp. Rồi, nay cúng dường Hòa Thượng mấy này ha. Hỏi cái có liền á.
Rồi sức khỏe ha. Chứ hôm nay Đốc Bi niệm Phật đừng ngưỡng mộ quá. Cũng chúc thầy khỏe. Chúc dạ, có phong bì nha Duyên nha. Cất để mua đồ cho ông nha. Chúc rồi. Phật tử cũng khỏe nha. Dạ, mà thầy. Rồi. Ngồi ghế đi, đi tiếp. Giờ vô niệm Phật đó không? Vô niệm tiếp. Niệm tiếp ha.